nào. Quốc Bảo xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Thứ Năm Vui Nhộn. Kính thưa quý vị, chương trình Thứ Năm Vui Nhộn được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty Sen Vàng. Hãy dành một tràng pháo tay dành cho hai đội chơi ngày hôm nay. Xin mời Hạnh Thảo, Duy Khương, Quỳnh Quý và Kim Đào. Yeah. Vâng, xin được giới thiệu với quý vị, đây là những đội chơi rất xuất sắc. Số điểm của họ rất cao ở lần trước khi đến với Thứ Năm Vui Nhộn. Đầu tiên, xin được gửi lời chào đến Kim Đào. Dạ, chào anh ạ. Dạo này Đào mặc đồ chất quá ta. Hôm nay cái phong cách của mình là gì, có thể chia sẻ mọi người đúng không? Hôm nay là cái đêm rất đặc biệt. Đúng. Mình phải chuẩn bị quần áo. Và cái game Thứ Năm Vui Nhộn là một cái game mà tốn rất là nhiều calo. Đúng. Cũng như là mình đổ mồ hôi sôi nước mắt thì có kinh sẵn quá cái ha, miếng kinh này. Nghiệm quá ha. Sẵn cái miếng này em chùi. Em lao, em chùi nước mắt và mồ hôi của em. À vâng ạ, cái này chúng ta cũng có thể gọi là bộ quần áo tứ thân cách điệu. Đó, chơi tới tối á nên mang mùng mền, cuốn chiếu này nọ. Đúng rồi. Mang theo mình luôn. Tí trải ra nằm chơi tới tối dạ, đúng sao luôn. Còn Huỳnh Quý ngày hôm nay vẫn rất là điển trai. Nhưng mà hôm nay chúng ta chuẩn bị cái nguồn năng lượng như thế nào khác với lần trước không? Thì Đào thì chuẩn bị đạo cụ là mùng mền, chiếu gối thì để chậm mồ hôi. Còn Quý thì chuẩn bị dây xích đồ á. Tại vì biết game mình là game vận động này nọ, sẽ có nắm giật tấp thấu này nọ không? Lấy dây xích lại á, quấn nó đủ lại. Chiến thuật lại. Cái này người ta gọi là vũ khí bí mật nha. Đội chơi bên đây cẩn thận nha. Chơi gì bạo lực như vậy em? Thì đó, chưa dừng người ta thể hiện. Mình chơi vui nhộn thôi. Tại vì bình thường tụi em không có chơi như vậy, nhưng mà bữa nay biết chơi Duy Khương nên tụi em đem theo. Trời ơi, nói nghe nè. Đào á, cái sức của em chơi là anh chơi không lại rồi. Chờ. Quý còn chơi thô bạo nữa chứ dây xích các kiểu nữa. Thôi thôi, cái đó là cái sự chuẩn bị của đội người ta. Còn đội mình hôm nay cũng rất là nền nã, rất là tươi tắn. Nhưng mà không biết là bên trong mình có chuẩn bị gì chưa? Mình không chuẩn bị bên trong trước, mình không chuẩn bị bên ngoài luôn, mình chuẩn bị bên trong tâm lý của mình. Còn chần chờ gì nữa, hãy cùng đến ngay với vòng thi đầu tiên với tên gọi thử thách. Và ở trong vòng này, lần trước là các bạn ơi, chúng ta nhớ là cái lần trước mình đua nhau sao không ta? Dạ nhớ chứ. Lần trước là đua sao? Lần trước là em chưa được chơi cái này. Lần trước là mình đi thảm gai. Đợt trước là mình leo lên cái cầu. Đợt trước là mình đi qua cầu. Và lần này chúng ta sẽ không gặp cây cầu tử thần nữa. Yeah. Mà là những chú nai nhúng rất là dễ thương. Và ngay bây giờ xin mời các bạn vào vị trí chúng ta đứng sau những chú nai nhúng nha. Yeah. Và xin mời các bạn đứng xen kẽ lẫn nhau, chúng ta không đứng chung với đồng đội. Để tạo ra một cái đường đua nó công bằng và nó cạnh tranh lành mạnh với nhau. Và ở trong vòng này, nhiệm vụ của các bạn đó chính là cùng nhau trải qua câu hỏi. Và trước khi mà chúng ta đến với câu hỏi thì cũng sẽ có những cái thao tác để khởi động, để làm nóng, để gây nhiễu loạn. Khi mà các bạn nói là câu hỏi bắt đầu, bốn người chơi đứng tại vị trí xuất phát của mình là đứng sau con nai chút xíu nha. Rồi xoay vòi voi 5 vòng. Vẫn là thao tác quen thuộc. Chúng ta sẽ cùng xoay 5 vòng. Ai xoay xong trước 5 vòng leo lên thú nhúng, nhúng thật nhanh của anh kia. Ai nhấn chuông trước được lắng nghe câu hỏi mà trả lời trước. Một câu trả lời chính xác mang về cho đội mình 10 điểm. Và bây giờ câu hỏi đầu tiên bắt đầu, quay đi. 5 vòng nha. Trời ơi, chưa gì rất phụ tùng rồi. Chạy đi, chạy đi. Ủa, chạy trước. Ai xong 5 vòng quý. Vâng. Vâng. Câu đầu tiên, bình gì hay bị trúng gió? Đối chữ. Bình gì hay bị trúng gió? Bình Hưng Hòa. Cái gì mà bị trúng gió? Câu trả lời gì mà lạnh người vậy? Mà là Bình Hưng Hòa đúng không? Là sai. Không, sai rồi. Sai rồi. Chứ bình gì? Kim Đào, bình gì? Bình Phong phải không anh? Bình Phong là đáp án chính xác, chúc mừng. Bình Phong là gió đó. Chúc mừng cho vui thôi chứ không có điểm. Đúng rồi, tại vì hết lượt trả lời rồi. Chúng ta đến với câu thứ hai, bắt đầu. Ai quay xong nhảy, chạy đi, chạy đi, chạy, chạy đi, chạy chi, chạy, chạy nhanh lên. Chạy. Câu tiếp theo, cá ông là tên gọi khác của loài cá nào? Cá ông là cá voi. Cá voi, đó là đáp án chính xác, chưa? Yeah. Câu thứ ba, 3, 2, 1 quay nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ai xong rồi, phi đi, phi đi, phi đi, mạnh lên. Câu hỏi dành cho Duy Khương. Loại bánh nào của Quảng Nam có hình giống tổ chim, gồm hai nguyên liệu chính là gạo nếp và đường? Bánh tai yến. Bánh tai yến. Đáp án đó là đáp án không chính xác. Và cơ hội thuộc về đội còn lại ạ. Có ai biết ai ăn món này chưa? Tổ chim là bánh gì trời? Bánh tai yến đó. Không, bánh tai yến không phải, bánh tai yến không có.
Và không ai trả lời câu này phải không ạ? Gợi ý xíu đi. Không biết. Đáp án của chúng ta đó chính là bánh tổ. Và bây giờ chúng ta còn 3 câu. Đứng dậy. Vô. 1, 2, 3, quay. Quay, 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 quay. Đi, đi. Mạnh lên. Kim đầu. Một câu đối chữ. Chúng gì khiến bị lộ tẩy? Chúng gì mà nghe kiểu như là bị lộ tẩy á? Chúng tim đen. Chúng tim đen. Chắc chưa? Chắc. Đúng rồi. Chính xác. Cảm ơn. Yeah. Yeah. Và xin được chúc mừng 10 điểm dành cho Kim Đào và Huỳnh Quý. Yeah. 3, 2, 1, quay. Đúng luật đi, đúng luật nè. Câu này cũng là câu rất là đơn giản. Món ăn nào thường được gọi là pizza Đà Lạt? Trời ơi, bánh tráng nước. Bánh tráng nước, chính xác, chúc mừng. Câu cuối cùng ở trong vòng này nha. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2 nào, 3, 4 nào, 5. Mấy vòng vậy? Rồi qua, rồi qua, tới câu hỏi như sau. Một câu hỏi liên quan đến quốc kỳ. Hãy miêu tả màu sắc chính xác và thứ tự của quốc kỳ nước Pháp. 3, 2. Xanh, trắng, đỏ. Xanh gì? Xanh dương. Xanh dương. Trắng, trắng, đỏ. Và đỏ là đáp án chính xác, chúc mừng. Yeah, thank you. Một trong các tay dành cho cả hai đội. Mới vòng thi đầu tiên thôi mà chúng ta thấy rằng căng thẳng rồi đó, cam go rồi đó. Nhưng hình như vẫn có một người trễ nhịp so với mọi người. Ai? Anh Thảo. Ủa? Thảo, nãy giờ mọi người cảm thấy như là em bị cuốn trôi sau dòng đời á. Không phải, tại em thấy mọi người đang nổ, em sợ mọi người bị thương. Em thấy mọi người hồi nãy mọi người nói là... Chứ không phải em sợ em bị thương dưới tay mọi người hả? Và với cái chiến lược đó, với người đồng đội xuất sắc như vậy, chúc mừng các bạn, một câu trả lời chính xác, 10 điểm. Và đội còn lại rất nhiệt tình. Hai người chơi kết hợp với nhau rất nhuần nhuyễn và rất là lăn xả, lao cái thân mình vào cái cuộc chơi này. Chúc mừng các bạn, 30 điểm, 3 câu chính xác. Yeah. Nhưng đây mới chỉ là vòng thi đầu tiên, vòng khởi động mà thôi. Hãy cùng đến với vòng vận động với tên gọi Thách Thức. Và thách thức lần này của chúng ta sẽ đỡ tốn thể lực hơn, nhẹ nhàng hơn, chỉ cần sự gan dạ, sự khéo léo, sự nhạy bén và sự miêu tả dễ hiểu. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi là khám phá 3 chiếc hộp bí ẩn. Và mỗi đội sẽ có 3 phút để tham gia lượt chơi này. Và mỗi thành viên của chúng ta sẽ có một chức năng khác nhau. Khi 3 phút bắt đầu, thành viên đầu tiên sẽ là người bị bịt mắt lại và đứng gần với 3 chiếc hộp này. Nhiệm vụ của thành viên đó là thò tay vào từng chiếc hộp tìm kiếm. Và chúng ta bóc được cái gì thì chúng ta biết được đó là gì. Và chúng ta đoán được đó là gì thì hãy miêu tả bằng lời cho đồng đội của chúng ta đứng bên kia đoán được trong vòng 3 phút đội nào mang càng nhiều vật dụng chính xác về đó là đội chiến thắng. Và ngay bây giờ xin mời hai đội chơi đã có kinh nghiệm rồi, đã từng thắng rồi, hãy đưa ra lời thách đấu thật nặng ký nào. Đội của Kim Đào, Huỳnh Quý, chúng ta thách đấu trước nè. Trong 3 phút các bạn nghĩ là mình đoán được bao nhiêu món đồ chính xác? Trong đó là có khoảng bao nhiêu anh? Nhiều lắm, 20 trở xuống. 7 ít dễ trời. Mình lên từ từ thôi, từ từ thôi. Thôi 7 đi. Mới vô 7 luôn hả? 7. 7 món. Mới vô mà thách 7 dữ vậy? 9. 9. 9 cái. 15. 15 món. 15 luôn. 3 phút 15 món. Dễ mà. Mà lỡ món là đáng được cái đó thôi. Mà lỡ Sukuna trong này không có đủ. Đủ yên tâm. Nhưng mà dưới 20 món là chính xác đúng không anh? Chỉ không biết được. Không chừng mình mò hết rồi mình qua cái thùng khác mình mò luôn. 3 thùng là muốn chơi thùng nào chơi mà. 15. Tiếp tục. Lên không? Thì 16. Trời lên có con cái. Bé nó miễn cưỡng nè. 16. 16 kìa. Thôi 16 để anh mở anh chơi đi. Ai chơi nữa. Chúng ta có bên đây là 15 món đồ vật trong vòng 3 phút. Nếu các bạn chiến thắng các bạn sẽ được 30 điểm thôi. Nhưng bên đây 16 món. Nếu như chiến thắng chúng ta được 50 điểm lần. Thấy chưa? Thấy chưa? Em lời thấy em thông minh chưa? Giờ cho em vừa đẹp vừa thông minh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi của Duy Khương và Hạnh Thảo. Xin mời. 3, 2, một. Em nhảy kìa. Ôi nhớt. Ôi có cái đuôi. Bình nhớt, bình nhớt. Nhớt có diễn đuôi. Tả đi, diễn tả đi. Con lương. Dài, dài. Đúng rồi, đúng rồi. Nhanh, nhanh lên, nhanh lên. Có bóp được cái gì chưa mà một la mày vậy? Nhanh lên. Hết giờ rồi. Chưa được bóp. Ôi cái để đậy cái chai. Cái nút, cái nắp. Rồi. Nắp chai. Trời ơi, đâu ra cái nắp chai vậy? Vô. Con chuột trống luôn nè. Ghê quá à. Vô. Thôi nhanh, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, hết giờ rồi. Còn 1 phút mà. Ôi. Bóc đại cái gì bóc đi. Nhảy ra kìa. Quên quên nhanh lên. Ôi, đừng đâu ơi. Nhanh lên. Thò tay quậy nó lên. Quậy nó lên. Quậy lên. Cái gì vậy? Thôi mà kệ đi mày. Bỏ cầm cái đi. Đổi em đổi. Hết giờ rồi, đổi gì nữa. Chơi đi. Hết giờ rồi. Thôi chơi cái khác
chơi cái đầu tiên nè. Rồi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Rồi, còn cho đi. Bóng đại đi. 40 giây cuối cùng. Bỏ mấy cái nét la la sợ sợ đi. Tại sao anh đi chỗ khác đi? Có gia đình mà hay la quá. Giới thiệu. Miêu tả. Cái bằng cao su. Dạ. Để rửa chén. Bao tay cao su. Đúng rồi. Đúng hình như lại vậy. Lấy ra đúng rồi. Rồi một cái. Tiếp tục đi. 20 giây. Đi về. Nhanh lên Thảo, hết giờ 18 tốc giây. Tốc độ Thảo ơi, Nhanh lên. Thảo ơi, kệ nó bỏ qua đi. Tốc độ sợ vậy đó. Ủa, cái con hồi nãy nó còn nằm. Nhanh lên. Trời ơi. Nó nhiều con lắm. 5 4 3 móc 2 1 hết giờ. Hay quá Thảo ơi. Hay quá Thảo ơi. Nghe nè, bao nhiêu tuổi đời rồi. À, nhìn cái tay em nè. Vậy sao nói dành nãy dành mò. Sau 3 phút của mình thì Hạnh Thảo và Duy Khương đã cùng nhau mang về được một cái bao tay cao su, một cái nắp chai, hai cái, và cái thứ ba là con lươn. Đúng rồi. Em không bóc ra được và chúng ta có 3 món. Nhưng với cái bao tay cao su thì chúng ta bị trùng cái từ là từ cao su. Hồi nãy Thảo nhắc là cao su rồi. Hồi nãy kêu là bao tay rửa chén là được rồi. Không, cái này là cái bao tay vệ sinh. Hồi nãy không nói vậy. Không có, cái tên của cái này là bao tay vệ sinh. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng không đạt được con số là 16 món đồ trong vòng 3 phút. Rất tiếc Duy Cương và Hạnh Thảo o điểm. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi của Kim Đào và Huỳnh Quý. 3, 2, 1, vô. Mò đi. Cái gì vậy Đào? Trời ơi, trời ơi. Mình đứng lại. Trời ơi, không có gì hết. Đào ơi. Đâu nói đi. Món gì? Cái để. Cái trái gì mà ở trên trên đâu? Ở Bến Tre. Cái dừa. Nhưng mà người ta đã nạo hết rồi. Còn cái để múc nước á. Ừ, cái gáo dừa. Nè, bên phải nè, đúng rồi. Cái gáo dừa sao đúng rồi. Trời ơi. Có gì đâu mà sợ. Ơi. Trời cái gì? Cái thùng. Cái này là để ăn cơm á. Mình đựng đồ ăn mà để đồ chiên đồ á. Nó bẹt bẹt gì nè. Đựng đồ ăn mà để đồ chiên. Ừ, cái dĩa. Không, cái đó đúng rồi mà có chữ. Đừng có lên qua. Có chữ cái từ đầu tiên của tên tôi. Đó. Đó ghi rồi gì à? Ghi ra luôn rồi. Không, cái đĩa. Đúng rồi, mình bỏ vô nghe nhạc á, cái đĩa. Cái đĩa gì? Cụ thể. Đĩa CD. Rồi không biết. Đúng rồi. Lấy cái đĩa rồi. Cái này gì? Ủa gì nói cái đĩa đúng rồi. Tiếp đi cứ nói. Cái này là cây cây không bỏ cái cây thì mọi người đều nói rồi. Cái để gì? Cái bút. Đúng rồi, nói cái đó thì được. Rồi. Qua đây đi nào. Qua đây đi. Không có tự hữu mình. Không có. Rồi. Đi về. Rồi. Trời mình né con nó ra, mình thấy được cái đó mình né ra, mình đổi cái khác. Cái này, gì? Diễn tả. Để uống nước á. Uống nước mà mình xong mình giục bỏ nè. Cái chai. Cái gì để uống nước? Mà cái ly. Bằng cái chất liệu mà người ta uống xong giục á. Cái ly à? Cái ly nhựa. Rồi. Ơi, không phải. Đúng rồi, ly nhựa. Ly giấy. Cái này là cái trái. Cái cầu lông. Đúng rồi. Tiếp đi. Tiếp tục. Còn 35 giây. Cái thùng cuối cùng. Trời ơi. Tự nhiên cái bạn. Vượt qua nỗi sợ cái gì? Nhanh đi. Cái nồi. Cái đây nè. Cái chén. Hết giờ ăn cơm rồi. Hết giờ ăn cơm. Ơi, cái con này. Ủa ghê vậy? Coi như là nỗi sợ hãi của chúng ta đã đi qua rồi. Vượt qua nỗi sợ cũng đã rất là cố gắng nhưng mà chắc chắn là không đủ mười mấy cái rồi. Thôi coi được bao nhiêu hay bấy nhiêu ha. Cái gáo dừa chính xác một cái. Cái chén ăn cơm chính xác hai cái. Cái này hồi nãy là nói là cầu lông nhưng mà cái này là cái cầu đá, không chính xác nha, hơi tí chút xíu. Đây. Đĩa CD thì bị trùng một từ, đó chính là từ đĩa. Cái này không phải là ly nhựa nha mà là ly giấy. Rất là tiếc. Bút, cây bút cũng bị hố cái từ cây rồi nên không tính luôn. Vậy là chúng ta được 1 và 2 món đồ, xin được chúc mừng. Bây giờ sẽ không còn loại động vật nào lúc nhúc gây sợ hãi và rùng rợn nữa. Chúng ta sẽ cùng đến với không gian của âm nhạc, những ca khúc rất nổi tiếng. Và chúng tôi đang rất chờ đợi giọng hát của các bạn ở vòng thi cuối cùng với tên gọi Về Đích. Và chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi cuối cùng rất quen thuộc, không gian để cho các bạn ca hát, thể hiện giọng hát của mình, kỹ năng cũng như là cái thiên phú nghệ thuật của mình với cái vị trí quen thuộc kia, một chiếc micro với đàn follow rất hoành tráng. Và chúng ta sẽ có tất cả là 3 gói câu hỏi trong vòng thi thứ 3. Xin mời những người chơi sẽ cùng hướng mắt về màn hình.
Chúng ta sẽ có gói 30 điểm, gói 40 điểm và gói 50 điểm. Gói câu hỏi càng cao thì mức độ khó sẽ càng tăng lên. Gói 30 thì các bạn chỉ cần điền vào chỗ trống hai từ còn thiếu và hát lại cho chính xác cái đoạn đó. Và gói 40 điểm thì chúng ta sẽ cùng nhau hát nhưng có hai câu bị đảo chữ ngược lại. Chúng ta phải nhìn ngược và hát cho chính xác. Gói 50 điểm là gói khó nhất, vừa có đảo chữ, vừa có điền vào chỗ trống và vừa có từ sai phải sửa lại cho thành từ đúng nữa. Và ngay bây giờ, ở trong vòng này, mỗi đội sẽ có hai lượt lựa chọn gói câu hỏi cho mình. Xin mời đội đầu tiên, đội của Hạnh Thảo và Duy Khương, hãy lựa chọn trước hai gói của mình. Các bạn sẽ lựa chọn gói nào đây? Mình chọn gói 30 điểm ha. 30 dạ. Và 50. À, cũng không tầm lắm ha. 30 và 50, đó chính là sự lựa chọn của Hạnh Thảo và Duy Khương. Còn đối với Quỳnh Quý và Kim Đào, các bạn lựa chọn gói bao nhiêu điểm đây? Mình chọn 30-40 đi. Ừ, mình chọn 30-40, mình chơi thoải mái thôi. Okay. Kim Đào và Huỳnh Quý chọn 30-40. Xin mời 4 người chơi vào vòng 4. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng khám phá gói đầu tiên là gói 30 điểm. Xin mời. 10 giây để theo dõi và quan sát. Bài gì đây? 3 Bài gì ạ? 2 1 Bài gì ạ? Bắt đầu. Sáng tác của mình đâu? Tư duy nghệ thuật của mình đâu? Ủa, qua đi, mình không biết, mình qua được sáng tạo. Không, đâu biết hát đâu, hát lại đi, mình điền vô cho nó hợp lý thôi. Em muốn quên đi chuyện lúc xưa. Ủa, bài này cái lương hả? Dễ thương quá. Anh cũng không thèm tìm em hơn nữa. Thèm tìm em hơn nữa. Trời ơi. Trời ơi. Kim Đào về chỗ. Đọc cho đúng nha Thảo. Ê, Thảo biết bài này rồi nè. Đi cái tướng cũng thấy ghét thằng bài này không chứ. Biết. Bây giờ em đọc được không mà em được, không biết được, hát. Nhưng mà phải cầm sát cái mic vô, để sát cái môi vô. Em muốn quên đi chuyện lúc xưa, anh cũng không quan tâm em hơn nữa. Trong chúng ta đâu ai có quyền níu kéo được nhau. Hay. Tiếp tục. Em muốn quên đi bao tháng ngày, anh cũng mong đôi ta. Đôi ta. Anh cũng mong. Sai rồi. Anh cũng mong. Em. Anh cũng mong gì? Thôi hết vậy. Giờ. Về. Ừ. Yeah. Và ở câu này không có đội nào ghi điểm cả. Chúng ta sẽ cùng đến với kết quả chính xác nha. Xin mời. Và đó chính là đáp án của ca khúc Cũng Đành Thôi, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng. Ủa, được thể hiện qua giọng hát của Đức Phúc nha các bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gói 30 điểm tiếp theo. Xin mời. Hãy làm mình, làm mình. 30 giây. Ê quên, 10 giây. 3 2 1 bắt đầu. Huỳnh Quý. Hay quá. Hay quá Quý ơi. Hay là mình, là mình cưới nhau đi. Hay là mình, là mình cưới nhau đi. Hey. Thanh xuân kia đi qua vội lắm ai ơi. Cho anh xin tình nồng trọn kiếp bên em. Hay là mình, là mình cưới nhau đi. Hay là mình, là mình cưới nhau đi. Hẹn hò. Hẹn hò để mai sau. Để mai sau. Cái gì ấy? Sai rồi. Có ai muốn trả lời câu này không? Em. Xin mời Duy Khương. Cơ hội rồi, tới thời rồi. Hai, một, vô. Hẹn hò để làm gì? Để làm gì? Để làm gì? Ủa, cưới nhau đi. Thật ra là Khương nghe bài này rồi. Thì sao? Ai không nghe? Thì em cũng nghe rồi nè. Nhưng mà tại vì mình nghe cái âm nhạc nó quen thuộc quá nên mình không có nhớ cái đoạn này. Để cho bốn người chơi khỏi thắc mắc, khỏi ức chế, chúng ta cùng đến với lời ca khúc chính xác nha. Xin mời. Rồi làm gì? Rồi. Vậy là một câu hỏi nữa chúng ta không có điểm cho đội của mình. Còn một gói 40, một gói 50. Gói 40 lần này sẽ là đảo hai câu ngược lại và hát cho chính xác các bạn nha. Gói 40 bắt đầu. Gọi tên em trong đêm. 3 2 1 bắt đầu. Thôi chơi lại, chơi lại ơi. Đào đi giữa luôn rồi. Trời ơi. Rồi giờ Quý hát đi. Quý qua trước rồi, Quý qua đúng. Gọi tên em trong đêm, trái tim này xót xa. Người yêu ơi hãy quên những năm tháng em đêm hôm nào. Hay. Gọi tên em trong đêm để mình anh chịu nỗi đắng cay. Một thế giới khác mà anh đi chẳng thể nào có em. Gọi tên em trong đêm sẽ chẳng thể có nhau. Tình diễn ta thế thôi chắc có lẽ đã được an bài. Gọi tên em trong đêm để mình anh chịu nỗi đớn đau. Một thế giới khác mà anh đi chia đôi tình chúng ta.
cách ta hai phương trời. Yeah. Chúc mừng. Yeah. Yeah. 40 điểm dành cho Huỳnh Quý và Kim Đào. Và chúng ta còn một gói nữa, và đây là gói cao điểm nhất và cũng là gói khó nhất, gói 50 điểm. Xin mời. Cái từ đến đâu là từ sai nha. Sửa từ sai thành từ đúng. Tình yêu dấu kín cho em đã bao ngày. Hết giờ. Ê, cái đúng hát với hai đứa mình xong ca hai đứa mình xong ca luôn, hết mình xong ca luôn. Một người thôi. Thôi thì Quý hát đi. 1 2 3 vô. Tình yêu dấu kín cho em đã bao ngày thầm lặng. Nhìn em không nói nên câu nói chi đây. Hay quá. Lộn xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay. Mà tim anh vì yêu em nên đau giá rời. Vì em đã cho yêu ai, em mãi vô tình không nhận ra. Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay, một trái tim bên lề dẫn đầu. Vì biết em chẳng hề biết đâu, tình yêu anh đã trao em rồi. Chúc mừng. Yeah. Xuất sắc. Vậy là với ca khúc Trái tim bên lề, một lần nữa Huỳnh Quý và Kim Đào lại mang những số điểm rất cao về cho đội của mình. Chúc mừng. Xin được cảm ơn, xin được cảm ơn rất nhiều. Năng lượng của các bạn, sự nhiệt tình của các bạn, sự lăn xả của các bạn trong 3 vòng thi của chúng tôi. Và cái gì cũng sẽ có phần quà xứng đáng với nó. Dạ. Ngày hôm nay sẽ được thông báo qua 3 vòng thi. Nhưng tôi không biết là tại sao có hai đội đối đầu với nhau và có số điểm chênh lệch quá cao như vậy. Xin được thông báo, một đội đã mang về cho mình số điểm 120 điểm. Và đội còn lại với một số điểm 10 điểm. Wow. Wow. Và điều đó đã mang về 6 triệu đồng cho đội mình. Chúc mừng. Dạ dạ dạ. Xin được chúc mừng đội tiếp tục chiến thắng trong đêm ngày hôm nay. Xin được chúc mừng các bạn 10 triệu đồng. Yeah. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn luôn đồng hành và cổ vũ cho những người chơi của chúng tôi. Chương trình Thứ Năm Vui Nhộn được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty Sen Vàng. Bóc đại cái gì bóc đi. Ê, nhảy ra kìa. Quơ quơ nhanh lên. Qua đường đâu ơi. Nhanh lên. Thò tay quậy nó lên. Quậy nó lên. Quậy lên. Cái gì vậy? Thôi mà kệ đi. Bỏ cái cầm nhanh đi. Đổi em, đổi em. Vì yêu em nên đau giá rời. Vì em đã cho điều ai, em mãi vô tình không nhận ra.